Các anh chị thân mến, thì đây là chúng ta đứng ngay cái vị trí cầu Sài Gòn. Chúng ta chạy vào đoạn cái khu là Vinhome Center Park, hay còn gọi là Vinhome Tân Cảng đó. Thì chúng ta đảo một vòng xem ở đây. Khu này thì bàn giao khoảng gần được 2 năm rồi các anh chị. Thì đa số thì cư dân ở đây đã ở tương đối full rồi. Phía trước mặt của chúng ta đó là khu biệt thự của Vinhome Tân Cảng. Thì khu vực biệt thự là được xây dựng tại cái vị trí đẹp nhất, cái vị trí này là nhìn ra sông Sài Gòn. Nhìn ra sông Sài Gòn. Phía tay phải của chúng ta đó là tòa nhà Landmark 81. Đây là tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện tại, và nó cũng đang là đứng trong top 10 các tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay. Liền kề cái khu vực Landmark 81 đó là chúng ta thấy những tòa nhà Bắc, Bắc 5, Bắc 3, Bắc 1 vân vân. Đây là những tòa nhà căn hộ có vị trí đẹp nhất ở trong cái dự án Vinhome Tân Cảng này, bởi vì nó nhìn trực diện ra cái công viên Vinhome và sông Sài Gòn. Thì chúng ta thấy đây là những tòa nhà mà có những cái căn phòng có những vị trí đắc địa nhất ở dự án Vinhome Tân Cảng này. Đây là một bên, đó là những công viên nội khu, là những hồ bơi và những dãy nhà của những tòa nhà Bắc. Và phía trước của chúng ta thấy có một cây cầu bắc ngang, đó là cái cây cầu mà để cư dân có thể đi từ cái khu vực ở bên phía tay phải của chúng ta và đi qua khu vực công viên, mà không phải đi xuyên qua cái con đường này. Rất là tiện lợi các anh chị. Đây là trong đây là có thang máy anh chị, có thang máy và thang bộ đi lên. Chúng ta thấy rất là hay. Cư dân không phải là chúng ta phải đi ngang đường. Tất nhiên là nó cũng không có gì quá nguy hiểm, bởi vì trong khu dân cư thì xe chạy tốc độ cũng rất là chậm. Tuy nhiên là Vinh họ cũng muốn tạo nhiều cái tiện ích và nhiều cái điểm nhấn, cho nên là họ cũng làm những cái cầu băng qua đường như vậy. Đây phía tay phải là tòa nhà Central. Chúng ta thấy đây là khu vực, đây là công viên, công viên Vinhome Center Park. Công viên này có một vị trí rất là đắc địa, bởi vì nó nằm bên dòng sông Sài Gòn. Thực sự là những cái đô thị, những cái vị trí đẹp nhất, đó là những cái vị trí mà chúng ta thấy ở bất cứ đô thị nào trên thế giới cũng vậy, thì nó ôm liền kề cái dòng sông. Thì những nơi đó được xem là những vị trí đắc địa. Sông thì nó tạo cho chúng ta một cái tầm nhìn rất là đẹp, và thứ hai nữa đó là liền kề bên những bờ sông thì chúng ta có một khí hậu tương đối là mát mẻ. Hiện nay thì đang thời điểm tháng 4 ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy là nhiệt độ nó cũng hơi cao, buổi trưa thì nó có thể lên tới 38-39 độ. Thì tuy nhiên là chúng ta có vị trí ở tại những dòng sông thì nó cũng giảm cho chúng ta được 2-3 độ. Đây là chúng ta thấy cái công viên Vinhome Center Park, thì đây là một trong những công viên được xem là lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại. Với diện tích nó thì rơi vào khoảng là 14 hectare.
Thì liền kề bên công viên đó là chúng ta thấy những dãy biệt thự Vinhome Tân Cảng. Trước mặt của chúng ta đó là cầu Sài Gòn. Cầu Sài Gòn là một trong những tuyến cầu huyết mạch của cửa ngõ Đông Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài cái sông cầu sông Sài Gòn thì chúng ta còn thấy cái cầu cầu Bình Triệu, quốc lộ 13. Đây là hai cái tuyến đường huyết mạch mà từ Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đi đi ra khu vực miền Đông. Tuy nhiên hiện tại thì chúng ta có thêm một cái lựa chọn nữa, đó là cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thì chúng ta đi theo hướng quận 2 và chúng ta đi ra hướng miền Đông. Càng lúc thì chúng ta thấy về hạ tầng giao thông càng thuận tiện hơn, chúng ta có nhiều cái tuyến đường để chúng ta có thể đi ra vào thành phố ở cửa ngõ khu Đông này. Chúng ta chạy một đoạn vào khu nội khu của Vinhome Tân Cảng thì chúng ta thấy ở tầng trệt và tầng 1 đó là những dãy shop house. Thì đa số khu vực shop house đây kinh doanh khá tốt, cho thuê cũng giá cũng được tốt, bởi vì chúng ta thấy cái cư dân ở đây, cái lượng cư dân đây rất lớn, cho nên cái nhu cầu sử dụng những cái tiện ích ở đây, mua sắm cũng như là vấn đề sử dụng những cái dịch vụ như là những quán cà phê, những cái dịch vụ khác, cho nên là chúng ta thấy là khu vực này thì những shop house và kinh doanh rất tốt. Phía tay phải của chúng ta đó là cái trường Vinh School. Đây là cái trường Vinh School, đây là trường cấp 2, cấp 3, cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Thì gần như những cái đô thị lớn của Vinh thì đều có những cái trường học để phục vụ, ít nhất là phục vụ cho cái cư dân ở đây. Trường Vinschool là một trong những trường được đánh giá là trường có chất lượng là tốt, tương đương với chuẩn quốc tế. Tuy nhiên là cái mức học phí thì tương đối rẻ hơn. Đây là một trong những tuyến đường mà trục đường trung tâm của cái dự án này. Thì phía tay phải chúng ta đó là những tòa nhà Bắc 7, những tòa nhà Landmark. Thì chúng ta thấy xen kẽ trong những cái dãy căn hộ này đó có những cái trường mầm non, và toàn bộ cái khu shop house này được kinh doanh từ các dịch vụ ngân hàng, từ các dịch vụ ăn uống, siêu thị tiện lợi, đúng không? Thì bây giờ là khoảng 8 giờ sáng ngày thứ hai đầu tuần, thì chúng ta thấy là cái khu vực đường này khá là tấp nập, cư dân họ đang chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, cũng như là đưa đón con em đến trường, vân vân. Tôi quay cho anh chị thấy đây là cái bệnh viện Vinmark. Thì đây là một bệnh viện được xem là 5 sao ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong những đại đô thị lớn như Vinhome, Tân Cảng này thì gần như là có đầy đủ tiện ích từ trường học tới bệnh viện và các dịch vụ khác. Tất nhiên là các cái tiện ích như là hồ bơi, phòng tập gym, sân tennis, vân vân thì là không thể thiếu rồi, tại vì gần như là đô thị hiện đại nào, đô thị 4 năm sau nào cũng có. Tuy nhiên là những đô thị lớn như Vinh Tân Cảng này thì có những cái ngôi trường, có những bệnh viện. Đây thì chúng ta đã đi một vòng và bây giờ chúng ta đã băng ra cái đường này, thì chúng ta nói với lại đường Nguyễn Hữu Cảnh. Thì cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này.
hẹn gặp lại các anh chị.